quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin số 7 năm 2021 của trường Đại học Mở Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể để ý thấy rằng trường quay của chúng ta hôm nay có điều gì đó rất đặc biệt phải không ạ? Đúng vậy, do sự ảnh hưởng và sự lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19, chúng ta đang phải thực hiện rất nghiêm túc chỉ thị từ chính phủ. Chính vì vậy, MC đang phải sử dụng trường quay tại gia, rất khác so với trường quay vô cùng hiện đại của trường Đại học Mở Hà Nội đã được thực hiện trong các bản tin trước của HU TV. Hy vọng rằng, ở bất kỳ hình thức nào, chúng tôi vẫn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần điểm tin, những sự kiện đáng chú ý nhất trong phần bản tin ngày hôm nay. Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Hà Nam. Thắt chặt nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Tọa đàm xây dựng dự thảo quy chế đại học năm 2021. Khai giảng khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2021. Công tác hỗ trợ thí sinh thi môn năng khiếu vẽ. Hoạt động mở màn cho chiến dịch mùa hè tình nguyện. Một trong những sự kiện được quan tâm nhất tháng 7 vừa qua chính là việc các thí sinh 2K3 đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo nhiệm vụ được phân công, sáng ngày 5 tháng 7, các cán bộ, giảng viên của trường Đại học Mở Hà Nội đã chính thức lên đường đến tỉnh Hà Nam để phục vụ công tác kiểm tra công tác coi thi. Trước khi thực hiện công tác kiểm tra thi, toàn bộ cán bộ tham gia làm nhiệm vụ đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và 100% cho kết quả âm tính. Trường Đại học Mở xác định đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng, số lượng người tập trung đông đúc lại được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nên mỗi một cá nhân khi tham gia kỳ thi ở bất kỳ vị trí nào đều cần phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch để bảo vệ chính bản thân và mọi người xung quanh. Nhà trường cũng dành tặng các hội đồng thi những chai nước sát khuẩn tay, sản phẩm do chính giảng viên và sinh viên khoa công nghệ sinh học của trường Đại học Mở Hà Nội pha chế. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2021, thực hiện chỉ thị số 16 của Chính phủ, 100% cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Mở Hà Nội làm việc trực tuyến tại nhà. Theo dõi sức khỏe của bản thân, khai báo y tế hàng ngày tại website khai báo y tế của nhà trường và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Đồng thời, các cán bộ, giảng viên cũng được tiêm vaccine mũi 2 theo đúng thời gian quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Trước đó, từ ngày 13 tháng 7, Trường Đại học Mở Hà Nội đã thực hiện cho cán bộ đăng ký làm việc trực tuyến. Các đơn vị chia số lượng người đến làm việc, đảm bảo không quá 50% cán bộ toàn đơn vị. Cùng với đó, nhà trường cũng triển khai mã QR code ngay tại cổng ra vào để khách đến liên hệ công tác sử dụng thiết bị thông minh, quét mã qua ứng dụng Bluezone. Nhanh chóng khai báo thông tin nơi đến nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau gần 3 tháng phát động cuộc thi hou.sv.startup, Trường Đại học Mở Hà Nội đã nhận về hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp vô cùng độc đáo và sáng tạo đến từ các bạn sinh viên. Trong đó, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 8 dự án xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi. Để giúp cho sinh viên phát triển kỹ năng và hoàn thành cuộc thi chung kết một cách tốt nhất, ngày 5 tháng 7, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến về kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đã chia sẻ về tình hình khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, cách thức khởi nghiệp tinh gọn từ ý tưởng và tối ưu hóa nguồn lực, kỹ năng viết ý tưởng dự án khởi nghiệp, phân tích năng lực thực hiện dự án, chiến lược kêu gọi vốn đầu tư. Trọng tâm của buổi tập huấn là việc trang bị kiến thức, kỹ năng trình bày các ý tưởng dự án khởi nghiệp cho sinh viên tham gia cuộc thi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong toàn trường. Sinh viên nhà trường cũng được thỏa sức đặt câu hỏi cho các chuyên gia về những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp. Qua buổi chia sẻ, các bạn sinh viên sẽ có buổi thi chung kết đạt kết quả cao, tiếp tục chinh phục các cuộc thi khởi nghiệp khu vực và trên toàn quốc. Sáng ngày 21 tháng 7, gần 300 nhà khoa học, nhà quản lý và các cán bộ, giảng viên đã tham gia tọa đàm trực tuyến kết hợp trực tiếp về việc đóng góp ý kiến dự thảo, quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021. Quy chế đào tạo của nhà trường năm nay có rất nhiều điểm mới. Nhiều quy định tiếp tục tạo thuận lợi và tăng cường quyền lợi cho người học như tăng từ 2 lên 3 lần xét tốt nghiệp trong một năm học, có thể có thêm đợt phụ. Sinh viên có thể chuyển trường, chuyển ngành nếu đạt các yêu cầu tiêu chuẩn. Trong một học kỳ, sinh viên đăng ký tối thiểu 2/3 khối lượng và được đăng ký tối đa 3/2 khối lượng tín chỉ đào tạo chuẩn. Sinh viên được công nhận ở trình độ năm 2 có thể tham gia học song bằng. Sinh viên đạt điểm D trở lên có thể học cải thiện điểm.
rất nhiều các ý kiến đóng góp đã được nêu ra trong buổi tọa đàm. Đa phần đều mong muốn quy chế sẽ đầy đủ, chi tiết và phù hợp hơn với từng khoa chuyên ngành. Khẳng định tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Dương Thăng Long, Phó Hiệu trưởng cho biết, ngoài việc đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo hay các hoạt động phát triển kỹ năng cho sinh viên, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện quy chế đào tạo, các quy định, chính sách, trong đó chú trọng đến quyền lợi của người học. Ý kiến của các nhà khoa học, quản lý, cán bộ, giảng viên đưa ra trong tọa đàm sẽ được thảo luận triệt để trên tinh thần dân chủ, tiếp thu và sửa đổi nếu thật sự phù hợp. Ngày 16 tháng 7, tại điểm cầu trường Đại học Mở Hà Nội, Đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các đối tượng kết nạp đảng khóa 36A năm 2021 cho 177 quần chúng ưu tú đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, trường Đại học Mở Hà Nội luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, qua đó tạo động lực phấn đấu trong sáng trong quần chúng, nâng cao chất lượng học tập, lao động của giảng viên, sinh viên trong nhà trường. Khóa học được tổ chức với 5 chuyên đề giúp học viên trang bị những kiến thức lý luận cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đảng, nhà nước, pháp luật, khoa học hành chính, một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của đảng. Từ đó giúp các bạn học viên xác định được rõ phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối nhấn mạnh việc quan tâm bồi dưỡng cảm tình đảng, đào tạo đội ngũ kế cận là vô cùng quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đảng ủy khối đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Trường Đại học Mở Hà Nội và tin tưởng rằng một trường đại học hàng đầu về đào tạo trực tuyến như Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ làm nên thành công và hiệu quả của khóa bồi dưỡng. Thay mặt Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội trong thời gian qua và chúc mừng 177 quần chúng ưu tú sau thời gian lao động, học tập, phấn đấu rèn luyện đã được tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về đảng. Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên sẽ làm bài thu hoạch đánh giá quá trình nghiên cứu học tập. Những học viên đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Sau những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Mở Hà Nội phải rời lịch thi năng khiếu lại so với dự kiến và chuyển đổi hình thức thi từ tập trung sang trực tuyến. Việc lần đầu tiên áp dụng hình thức thi này cho môn năng khiếu vẽ phần nào sẽ gây ra sự bỡ ngỡ và khó khăn nhất định cho sinh viên. Hiểu được điều đó, Trường Đại học Mở Hà Nội nhanh chóng thực hiện video hướng dẫn cách để thí sinh có một buổi thi năng khiếu chất lượng và đúng quy định. Video hướng dẫn này cũng được phát sóng trực tuyến trong buổi tập huấn thi năng khiếu vẽ được nhà trường tổ chức vào sáng ngày 2 tháng 8 vừa qua. Để xem lại video trên, các bạn thí sinh vui lòng truy cập vào kênh YouTube của Trường Đại học Mở Hà Nội và đừng quên nhấn đăng ký theo dõi các website, fanpage chính thức của nhà trường để cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2021. Nằm trong chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2021, chiều ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ trực tuyến với đoàn viên, sinh viên về những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính. Chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các bạn đoàn viên, sinh viên trong trường. Qua buổi trò chuyện đầy bổ ích, các chuyên gia đã mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn mới mẻ về câu chuyện tình dục an toàn, làm sao để nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía. Những câu chuyện thực tế được khách mời chia sẻ với nhiều khía cạnh khác nhau, giúp sinh viên hiểu rõ hơn, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh phù hợp. Rất nhiều các câu hỏi có liên quan thể hiện sự quan tâm của giới trẻ với nhiều vấn đề vốn được coi là tế nhị này cũng đã được các chuyên gia giải đáp thấu đáo trên tinh thần chia sẻ, cởi mở và thẳng thắn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin số 7 năm 2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin số tiếp theo.